Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thượng Thư Đại Nhân. Biến, của tác giả Tô Áng. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Thượng Thư Đại Nhân, Biến, Tô Áng. chương 16, Giáo, Tử, Chi Đạo. Kể từ khi vương thủ tài nếm qua một bữa cơm nhà nàng, nó liền nhận biết đường, tự chảy tới phương phủ. Cũng không phải do món ăn liên phủ không ngon bằng, mà là vì nha hoàn thanh liễu của phương uyển chi cũng có nuôi một con mèo hoa nhỏ sau khi ăn xong hai con mèo có thể chơi đùa một hồi vương thủ tài còn nhỏ tuổi là lúc thích vui chơi ban ngày chơi mệt thì tối không muốn nhúc nhích nữa chờ mặt làm ổ trong lòng phương uyển chi nữ nhân này mặc dù lần đầu gặp đã túm gáy nó rất thô tục nhưng vương thủ tài thích mùi thơm trên người nàng nó cũng khá sợ người lạ ở phương phủ nó chỉ biết mỗi mình nàng thôi cứ liên tục như thế kết quả là lúc liên dụ bận rộn không có thời gian chăm sóc thủ tài, hắn sẽ nhờ Phương Uyển Chi mang theo. Vương thủ tài của liên dụ không biết từ lúc nào đã trở thành vương thủ tài của Phương Uyển Chi rồi. Phương Đại cô nương cũng không ngại thêm phần cơm cho một con mèo, chỉ là những lúc nhìn thấy vườn hoa sơn chi rối tung rối mù, khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng. Hôm qua vương thủ tài lại lén lút lôi kéo A Hoàng của Thanh Liễu làm đổ một chậu cây nhỏ, nàng ngồi trên cái ghế trong sân đung đưa hai cái, tự nhiên lại thấy điều lan khanh nói có vẻ đúng mèo con chó con giống như những đứa bé vậy chiều trộm lâu ngày sẽ không thể quản thúc được hắn là cha hiền nàng cũng không phải từ mẫu đâu vương thủ tài phá phách như vậy nàng liền động thủ đánh mèo nàng vì suy nghĩ của mình mà ngẩn ngơ vừa lắc đầu cảm thấy cách xương hô từ mẫu này không thỏa đáng nhưng lại không tìm ra từ nào khác Mũi hài bước vào trong nhà ôm vương thủ tài đi ra cửa Nàng bảo Thanh Liễu nói với Phương Chính là mình đi Ngọc Trần Phụng Uyển. Rồi cứ thế một đường thanh thang đi tới, không ngờ con đường ngày thường vẫn đi lại xa đến vậy. Lục đứng trước cửa nhà, nàng mệt đến mức không chịu nổi, gõ hồi lâu cũng không có người ra đón. Đây là lần đầu tiên Phương Uyển Chi không mời mà đến, vừa mệt vừa hoài, nàng dùng bữa trong thôn xong thì ngủ quên đi mất. Phương Chính đối với con gái của mình ngoại trừ chuyện kết hôn ra thì không mấy để tâm. Lô Nhị Nương tuy yêu thích nàng nhưng một khi đã đánh bài với mấy tỷ tỷ thì không biết trắng đen là gì nữa. Cho nên một đêm này, không có ai biết Phương Uyển Chi không về, chỉ có nha hoàn Thanh Liễu cắn răng xúc động nghĩ, lẽ nào tiểu thư đẻ Lan Khanh công tử ra rồi. Nàng thực là dũng cảm a. À. Mà bây giờ người vừa nằm ngủ vô cùng điềm tĩnh Phương Uyển Chi lại chỉ muốn tìm liên dụ mắng chửi. Bởi vì hắn không chịu thay đổi cách dạy con, cứ ôm vương thủ tài dụ dỗ. Hoàn toàn không cảm thấy mấy trậu sơn chi nhà nàng có gì lớn lao. Phương Uyển chi nhíu mày nói: "Ba tuổi là lớn, bảy tuổi là già, phải đánh mới sinh ra hiếu tử, vương thủ tài sắp làm hư a hoàng rồi." Lan Khanh đang bóp bóp móng vuốt mèo chơi đùa, nghe nàng nói con mình như vậy thì không vui, lông mày nhíu lại trả lời: "A hoàng nhà cô vốn điên khùng rồi, lần trước tới Ngọc Trần Phụng Uyển không phải cũng cào tường sao?" Lan Khanh không nói là may vừa nhắc tới chuyện đó lại khiến phương uyển chi tức giận ngài còn không biết xấu hổ rõ ràng là vương thủ tài nhà ngài cào trước hơn nữa a hoàng rất ngại ngùng thường hay ngồi một mình ngoan ngoãn trong góc vương thủ tài nổi điên cào xé quay lại thấy a hoàng ngồi đó nên lôi kéo nó đến khiến nó cào theo không khuất phục cũng không được không phục sẽ bị đánh lẽ nào đây không phải thói quen à từ trước đến nay lan khanh vẫn bao che cho người nhà bất kể là thuộc hạ hay mèo đều che chở hết trong nhà cũng có hộp gỗ chuyên dụng cho vương thủ tài luyện móng nhưng hắn vẫn không quên mạnh miệng vương thủ tài cào nó cũng cào theo à mấy lúc vương thủ tài chiêu chó sao không thấy nó tiến tới phương uyển chi hận không thấy nhéo hắn một cái vương thủ tài chiêu chó mà hắn còn lấy làm kiêu ngạo kia nhìn khắp vạn lại thôn xem chó nhà ai mà không muốn cắn chết vương thủ tài con này đúng là thiếu dạy dỗ thấy chỗ nào nằm ngủ thì bay vào cào cấu, vì chuyện này mà Phương Uyển Chi bị mấy người nuôi chó phản nàn bao lần. Mắt liếc hai cha con nhà đó một cái, theo thói quen đến bên giường giúp hắn xếp chăn, miệng vẫn còn tức giận nói, lần sau hàng xóm đến tìm ngài tự giải thích với người ta đi, đừng bắt ta ra ngoài xã giao cho ngài. Hai lần trước vương thủ tài cào mắt chó người ta, rồi lại xôn xoay chạy về thật nhanh như mình cao cường lắm. Lan Khanh thì tốt rồi, nghe tiếng vương thủ tài thì vội vàng ôm lấy, mang vào nhà khóa cửa lại, còn đẩy Phương Uyển Chi ra ngoài cười nói với người ta, đại tỷ à, ngại quá, mèo nhà chúng ta hơi điên. Lúc nhặt được đầu óc đã không còn dùng được nữa, nhà ta sẽ nghiêm túc dậy dỗ lại, thật không phải quá. Tự dưng nở cũng bị lật ra, Lan Khanh lại không có nửa phần ấy náy, hắn nằm gối lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn lỗ tai nhỏ của mèo nhà mình. Đó là vì ta không thèm chấp nhặt với bọn họ. Phụ nhân, mụ tử gì đó, rõ ràng phương uyển chi biết cách trao đổi hơn hắn sao ngài không ra nói đạo lý ấy cô thấy có nam nhân nào mốc đến mức đi phân rõ phải trái với nữ nhân không phương uyển chi vỗ chăn bùm bụp ngài đang không nói đạo lý với ta đấy ai biết nói ai bì bì cầm bánh bột ngô nóng và sữa đậu nành bước vào thấy liên dụ và phương uyển chi đang quay lưng lại cãi nhau ai cũng không muốn nhìn thấy mặt đối phương người thì giận đùng đùng cần nhà cần nhằn người thì vỗ lên chăn hùng hùng hổ hổ. Giống như vợ chồng son những nhà bình thường vẫn giận dỗi nhau, rất có tư vị. Hắn ho khan một tiếng rồi mang bánh vào, khẽ cười nói, phương đại cô nương xếp chăn à. Liên dụ không biết vì sao lại ngừng nói, mặt vụt cái ửng hồng. Giật mình ngồi dậy nhìn mèo vô cùng quy củ. Phương Uyển Chi lại rất thản nhiên, chào hỏi bì bì, về rồi à. Mấy hôm nay trời đẹp, nên mang chăn mền ra ngoài phơi nắng, không thì đầu óc chủ nhân nó cũng mốc meo lên cả thôi sau đó xoa tay với liên dụ nhận được hai lượng bạc nhét vào túi liên các lão nhìn hà bào nhỏ nhỏ đáng yêu của nàng đột nhiên lại thấy thành thơi đúng rồi quan hệ của họ là thuê và được thuê là tốn bạc cần gì phải thẹn thùng hắn ngẩng đầu nhìn bì bì một cái hiếm khi đại ân đại xá bảo phương uyển chi ăn sáng cùng bì bì trước nay vẫn ăn cơm cùng liên dụ trên một bàn ăn cho nên hắn cũng ngồi xuống. Ánh mắt liên tục đảo quanh hai người, thấy đại nhân nhà mình làm bộ như cây ngay không sợ chết uống sữa đậu nành, hắn không nhịn được nói, phương đại cô nương ngủ say thật đấy, ra nhà chúng ta. Âm cuối kéo dài ra, liên dụ vừa uống được một ngụm sữa đã ho sạc sụa. Đẩy mấy lần cũng không gọi cô tỉnh được. Phương Uyển chi kỳ quái nhìn liên dụ một cái. Làn đại nhân uống sữa đậu nành mà cũng bị nóng à sau đó lại cười với bì bì, ta ngủ say lắm, phải sáng hôm sau mới tự tỉnh được. Bì bì thật thà gật đầu một cái, đưa tay cầm thêm miếng bánh, liên dụ bị nghẹn đến đỏ bừng cả mặt đưa tay đoạt lấy, vừa lắc đầu vừa nói, ngươi khỏi ăn. Thượng thư đại nhân, biến. Tô áng. mười 17, ta là người có tiền. Liên dụ mua cho Phương Uyển Chi một cây châm, không chỉ đắt mà còn quý. Lúc hắn đưa cho nàng, thái độ có vẻ không tốt lắm, Phương Đại Cô Nương từ chối mấy lần đều bị hắn ném lại nên không thể không thu. Nhưng mà nhận rồi cả ngày cả đêm nàng đều phải phòng thủ, không thể say giấc, hoảng sợ không chịu nổi. Thành Liễu đứng bên cạnh vỉnh chân lên nhìn, phán. Tiểu thư, nam tử đưa châm cho nữ tử là sao, là vì Lan Khanh công tử vừa ý người. Người xem trong thoại bản đều viết, Bạch Nương tử đưa ô cho hứa tiên, Lương Sơn Bá đưa thư cho Trúc Anh Đài, hay Tây Môn Khánh đưa cho Phan Kim Liên vậy. Phương Nguyễn Chi không nói tiếng nào, xoay mặt đem thoại bản trong nhà đi đốt sạch. Nàng nhíu mày nằm nghiêng trên giường, nghĩ. Hứa tiên lấy ô, bị Pháp Hải nhốt trong kim sơn tự làm hòa thượng nửa đời. Trục anh đài lấy thư, đi theo lương sơn bá làm bươm bướm chui lên từ dưới đất. Về phần Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên lại càng thảm hại hơn. Hừ, có thể thấy là cô nương ra không được nhận đồ bậy bạ. Huống chi là Lan Khanh đưa, sao có thể tùy tiện được phương uyển chi nghĩ đến mấy ngày trước bị hắn cưỡng chế kéo đến tiệm bán đầu cổ trọn châm, không kìm được mà dùng mình một cái đó mà ngày vô cùng bình thường sau giờ ngỏ phương đại cô nương theo thường lệ bưng một cái bát to múc cơm đi vào trong nhà bình thường như không có gì bình thường hơn chỉ là chân chưa kịp bước vào đã bị bì bì lôi ra nhét vào xe đây là xe ngựa tốt chỉ dành riêng cho lan khanh không lâu sau rèm vén lên nàng thấy lan khanh bước vào một chiếc trường bào màu trắng thêu hoa văn gấm, mũi hài màu xanh trúc, vừa lên xe đã lười biếng làm ổ một bên. Có lẽ hằng ngày quen với việc hắn phô trương, hơn nữa cách ăn mặc này cũng khiến Phương Uyển Chi ngây ngẩn cả người. Nàng bưng cái bát to nhìn hắn, không hiểu rõ. Hôm nay không vẽ à? Hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi đưa mắt nhìn qua, mũi hừ một tiếng. Dẫn cô đi mua ít đồ. Phương Uyển Chi suýt nữa thì sợ tới leo cửa sổ xe nhảy ra ngoài hắn đưa nàng đi mua đồ nàng không nghe lầm chứ lẽ nào là hắn hạ phàm vào thân thể của hắn chạy tới thế gian làm việc thiện tích đức sao phương đại cô nương cảnh giác nắm chặt hà bao ta không mua ta không thiếu gì cả mua cái gì chứ lan khanh nhìn vẻ mặt đề phòng trắng trợn của nàng liếc mắt một cái ít lời nhiều ý nói cô nhìn ta mua xe ngựa đi được một đoạn đường đúng đường là dẫn vào kinh Đi một lúc thì vào đường lớn, cuối cùng dừng lại trước cửa tiệm đồ cổ. Phương Uyển Chi thấy Lan Khanh xuống xe, rồi hắn tức tối nói với Bỉ bì, bì, lôi nàng ta xuống. Cái kiểu gì vậy, như thể muốn dán luôn trên xe, hắn đâu có ăn thịt người. Tiệm đồ cổ mà xe dừng lại này Phương Uyển Chi cũng nhận ra, là một trong bốn hiệu buôn lớn nhất thành, tên là Khinh Trần Cư. Đồ ở đây đều là thượng đẳng, chất lượng cũng tốt phương chính mà phải vào đây thể nào cũng phun ra ngụm máu. Giờ Lan Khanh đột nhiên đưa nàng đến đây chọn đồ, ngay cả con mắt Phương Uyển Chi cũng không dám nhìn loạn. Trưởng quỹ trong phòng là một lão đầu trên dưới 50, đứng bên cạnh là hai người phụ tá đang cắn hạt dưa, Phương Uyển Chi bước vào thì không ai phải ứng gì, đến khi họ thấy Lan Khanh đứng ở cửa thì kinh hoàng đến mức dưa rơi đầy đất, há mồm hỏi, sao ngài cũng tới. Còn định cúi người hành đại lễ, may mà bì bì nhanh tay lẹ mắt cản lại. Hôm nay tới để mua đồ thôi, trưởng quỹ lấy mấy cây châm cô nương hay dùng ra ta xem thử, hàng thượng đẳng ấy. Tiểu lão đầu nghe vậy thì khom lưng, không biết vì sao chủ tử nhà mình lại đi đến đây, khinh trần cư này vốn là của gia mà, muốn vật gì chỉ cần nói một tiếng, đâu cần phải tự thân tới làm gì, bên người còn dẫn theo một cô nương. Vương trưởng quỹ già rồi nhưng đầu thì vẫn còn sáng suốt, ông trợn to mắt ngậm miệng lại, biết cái gì nên nói, cái gì không. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, sau đó mang mấy cây châm ra đưa đến trước mặt Phương Uyển Chi, cùng kính hỏi cô nương nhìn xem, có vừa ý cái nào không. Phương Uyển Chi ở phương ra mặc dù không được xem là sủng ái nhưng cũng không phải không có kiến thức. Cây châm này có đáng bạc hay không, vừa nhìn đã biết. Nàng đưa lên miệng cắn một cái, răng môi run rẩy. Hàng này là thật sao? Phương Uyển chi đầu óc rối loạn không chọn được đồ, thực ra liên dụ cũng không tốt hơn là bao. Đây là lần đầu tiên hắn đưa một cô nương đi mua sắm, nương mất từ khi hắn 9 tuổi, vẫn chưa kiếm được tiền. Bên cạnh cũng không có tìm muội gì, cho nên những món đồ của nữ hắn cũng không hiểu rõ. Mà sở dĩ hắn nhất định buộc Phương Uyển Chi đi mua châm chính là để bù đắp. Hắn cúi đầu lấy một cây châm gỗ được chạm trổ trên quầy. Liên dụ tự biết, nụ hôn lần này hoàn toàn khác với trước kia lần trước là bất đắc dĩ là ngộ biến tùng quyền lưu lễ nhìn thì ngốc nhưng thực ra vô cùng khôn khéo không làm vậy hắn sẽ không tin nhưng lần này là do hắn không biết xấu hổ tiện nghi của cô nương gia làm sao có thể chiếm lấy tùy tiện được đặc biệt là loại chuyện vô cùng ám muội này rất dễ bị trời phạt cho nên không hề hối hận như lần trước cũng không cảm thấy mình là cụ cải tráng hắn muốn mua một thứ gì đó đàng hoàng đền bù tổn thất cho nàng. Tình yêu là một thứ gì đó vô cùng xa lạ với liên dụ, hoặc là phải nói, hắn hoàn toàn không hiểu. Hắn hôn Phương Uyển Chi, nhưng mà đó chỉ là một nụ hôn, không biểu đạt điều gì, hắn thừa nhận mình thích gần gũi với nàng, giống như thích vương thủ tài vậy, cũng sẽ hôn lên mặt mèo vài lần vậy thôi. Hắn mua đồ cho Phương Uyển Chi, vì cứ có cảm giác mình thiếu nàng, cho nàng gì đó, hắn sẽ thư thái hơn, nếu không ngày thường nhìn Phương Uyển Chi, hắn sẽ thấy giật mình bất an. Bên này liên dụ đang tự tìm một lý do hợp tình hợp lý cho lòng thanh tính, chẳng hay biết Phương Đại Cô Nương đang ngơ ngơ ngác ngác, mặt mày trắng bệch như bước vào trận chiến. Ở khinh trần cư, dù cha nàng đến cũng chỉ được tiểu nhị ra tiếp đái, giờ đến lão trường quỹ cũng ra, còn đoan đoan chính chính lấy cho nàng chọn. Mặt bị dọa cho phờ phạc rồi. Nàng nói với Lan Khanh. Về đi, về thôi, ta sợ quá. Đôi mắt tròn như mắt bồ câu trắng đen rõ rệt, quả nhiên là bị hù rồi. Lan Khanh vốn đang nghiêng người tựa vào bên quầy khinh trần cư, mờ mịt một lúc rồi tức giận kéo bì bì sang một bên, nàng nói nàng sợ kia. Đều là chủ ý thúi của ngươi hết. Nhắc tới hai người chủ tới nhà kia, đều là những người chưa tiếp xúc với cô nương ra bao giờ, cho nên cũng không ai biết phải làm gì. Sau buổi tối liên dụ thâu hương thiết ngọc liền kéo bì bì không chút kinh nghiệm ra bàn bạc, rốt cục nên mua gì cho người ta để đền bù tổn thất đây? Mặc dù hắn cũng trương mắt bì bì nhưng giờ có người thương lượng còn hơn không? Sau khi thương lượng xong trở về, Phương Uyển Chi đã sợ run cầm cập, hắn cũng rất tự nhiên quy kết toàn bộ sai lầm lên người bì bì. Bì bì nói, đó là bởi vì hình tượng ngài không tốt, đức hạnh quá kém, nếu là người khác ngài xem có phải họ cũng sẽ run không? Liên dụ định chờ mặt, nhưng hắn suy nghĩ một lát, thấy bây giờ cũng không phải lúc, bèn xoay mặt trấn an Phương Uyển Chi. Đừng sợ. Lại thấy lời này không hoàn toàn biểu đạt hết hảo ý của mình, liên dụ đành móc một ngân phiếu từ trong lòng ra ném lên quầy. Ta có tiền mà. Bên ngoài liên dụ không hề có vẻ giàu có, vì phòng ngừa nhỡ đâu có người hỏi vay, thậm chí từ ngày đầu hắn được phong thượng thư, hắn còn mặc một cái áo quan rách nhiều lỗ, như nghèo rơi nghèo rớt. Lúc này lại tỏ ra khoe của như vậy, hắn tự nhận là mình đã thể hiện nội tâm vô cùng thành khẩn rồi, ai ngờ hai chân Phương Uyển Chi mềm nhũn, ngã phịch xuống đất khóc. Ngài nói đi, rốt cục là ngài muốn sao? Ngài đừng có lừa ta, ta không có tiền mà. Khóc lóc gà bay chó sủa một lúc lâu, cuối cùng đành phải nhờ lão trường quỹ hơn 50 tuổi chọn ra một cây châm giá không cao không thấp. Cả quá trình thì khỏi phải nói, hoảng sợ, biến sắc, ép buộc. Lan Khanh thấy nhân phẩm 27 năm của mình chứng minh một điều, hắn không thể quá keo kiệt, nếu không đến lúc đột nhiên muốn cho bạc, người ta sẽ tưởng hắn hồi quang phản chiếu. Sau khi trở về, hắn làm tổ trên giường vừa ôm mèo vừa oán giận bì bì, nữ nhân đúng là phiền toái, người xem phương uyển chi đi, không có chuyện gì mà cũng đòi sống đòi chết, ta có làm gì đâu. Bì bì lười phản ứng lại với hắn, vô cùng thẳng thắn tường thuật một câu, ngài hôn trộm người ta. Không phải là nàng không biết sao? Bì bì vội vàng làm gì đó, vẫn nói lại câu nói kia, ngài hôn trộm người ta. Liên dụ không lên tiếng, tay trái ôm vương đại tráng, phải tay ôm vương thủ tài đàng hoàng nghỉ ngơi. Đúng, hắn hôn trộm người ta đấy. Thượng thư đại nhân, biến. Tô Áng. Chương 18, ta hẹn Phương Uyển Chi. Phương Uyển Chi cất cây châm liên dụ đưa vào một cái hộp nhỏ tinh xảo nàng không dám mang, cảm giác như sớm muộn gì cũng phải đưa trả lại, nàng không tin hắn lại vô duyên vô cớ đưa đồ cho mình. Chỉ là đợi lâu thật lâu cũng không thấy người kia trở mặt, ngược lại còn có mấy lần cười cười khiến nàng cảm giác như gặp ma giữa ban ngày. Liên dụ không biết nội tâm Phương Uyển Chi lại dối rắm như vậy, tóm lại hắn rất là vui vẻ, về phần cây châm đưa rồi vì sao không mang, hắn cũng không để ý. Lúc vẽ tranh xong thỉnh thoảng hắn sẽ mang Phương Uyển Chi ra ngoài chơi với mèo bởi vì lúc vương thủ tài không nghe lời chỉ có phương uyển chi mới dọa được nó hung thần ác sát túm lấy cổ nó chỉ một tay cũng dễ dàng mang nó về nhà cũng có lúc hắn thấy chán ghét nàng ngẫu nhiên có thể đấu võ mồm với nhau cuộc sống không hề tịch mịch bì bì và liên dụ nương tựa vào nhau đã nhiều năm cho tới bây giờ luôn đi theo hầu hạ khoảng thời gian gần đây hắn lại phát hiện liên dụ dường như không muốn dẫn hắn theo nữa một ngày nọ vạn lại thôn cử hành lễ hoa xuân, hắn sửa soạn xong, cầm một bộ y phục sắc xanh hỏi liên dụ, chủ tử, mai ta mặc bộ này được không? Liên dụ có thưởng thức không tầm thường, hai người ở nhiều năm như vậy, y phục của bì bì đa số là do hắn chọn. Nhưng hôm nay liên lão các lại không cho ý kiến. Hắn cúi đầu vuốt lông vương thủ tài, đầu cũng không thèm ngừng lên. Ta hẹn Phương Uyển Chi rồi, mai ngươi tự đi một mình đi, đừng đi theo bọn ta. Sau khi nghe xong bì bì ngẩn ra, y phục cầm cả buổi cũng không hề cử động. Vì sao? Rất lâu sau đó mới phản ứng hỏi. Có phải ngài vừa ý cô nương nhà người ta, chướng mắt ta không? Lan Khanh nghe thế thì nói thẳng, đúng là thấy ngươi phiền, đi với Phương Uyển Chi thì không sao. Hơn nữa giờ đang có xu hướng một nam một nữ đi chung, hai ta đi vậy sẽ làm hư thanh danh của ta. Bì bì cảm thấy, liên dụ thúi lắm ban đầu lúc hắn ta là người cô đơn thì cứ quấn quýt cùng mình mình bỏ làm cấm vệ chỗ lão ra nguyện ý từ đất phong về đây với hắn chọn lui chọn tới cũng vẫn đi theo hắn liên dụ cả người toàn tập xấu thì không nói làm gì lại còn vong ân bội nghĩa ai mà nguyện ý hầu hạ chứ giờ hắn ta trưởng thành rồi thích cô nương nhà người ta quay đầu liền trở mặt vậy thì hắn cũng không lưu tình nữa không phải ngài thấy miệng ta không kín lo ta nói chuyện ngài hôn trộm phương cô nương ra chứ gì. Ta là hạng người đó sao? Ngài không dẫn ta đi chơi thì thôi, đưa đây 50 lượng phí bịt miệng đi. Liên dụ dứt khoát moi ngân phiếu ra. Cho ngươi 100 lượng, dán kín miệng cho ta. Hắn đúng là lo bì bì sẽ để lộ, đặc biệt là dạo này tên kia không lúc nào không trêu chọc hắn. Lỡ như ngày nào đó hắn nhỡ miệng nói ra, Phương Uyển chi chắc sẽ cào mặt hắn rách luôn ấy chứ cái châm kia cũng mất trắng luôn. Đừng nhìn tên này mặt mày trung hậu thật thà, thực ra lưỡi hắn còn dài hơn người khác nữa đấy. Liên dụ nhớ lúc 17 tuổi, vừa mới học cưỡi ngựa nên vô cùng phấn khích, không ngờ cả người cả ngựa lại cùng rơi xuống hầm. Hắn không muốn ai biết được, Bì Bì là người duy nhất chứng kiến cũng đã được dặn đi dặn lại là phải giữ kín. Kết quả là hắn vừa đi thay quần áo sạch thôi mà người trong phủ không ai không biết hắn bày ra vẻ mặt nghiêm trang hỏi nha hoàn nhiều chuyện nhất trong phủ, sao ngươi biết ra bị ngã ngựa rơi xuống hầm. Đó là do ra đánh nhau với cao thủ, mới bị ngã. Ngươi nói ta nghe ai nói bậy bạ với ngươi. Giờ đã 10 năm trôi qua, bì bì vẫn hay lấy chuyện này ra cười nhạo liên dụ không biết mệt. Chỉ là bây giờ ngài ấy đưa hắn 100 lượng kia, là vì nhớ tới tình nghĩa, muốn đối xử với hắn tốt một chút sao, đưa tay sờ trên lông vương tù tài một cái, bì bì uất ức nói ta đối với ngài đâu có tệ biết làm cơm biết giặt quần áo lúc ngài đánh nhau cũng rất ít khi chạy trước kẻ thù của ngài nhiều như vậy ta mà không ở đây sớm muộn gì ngài cũng bị người ta cắt lát thôi liên dụ nghe xong thì hỏi ngược lại người có biết chăm mèo không có nói chuyện bát quái được không có biết thắt cổ vờ chết không hắn hỏi liên tiếp ba câu thấy bì bì đứng ngốc ở đó rõ ràng là không hiểu gì liên dụ dứt khoát ôm vương thủ tài để qua một bên, nghiêm túc giải thích, người có biết vương nhị cầu đầu thôn đông đánh gãy chân tức phụ không? Đó là vì người ta không sinh được con trai, còn cả vương nhị mặt rỗ đầu thôn Tây, mặt mày đầy hạt đậu, lúc làm bánh lại ki bo, lần sau không được đến nhà họ mua đồ, còn cả nghiêu nhị, nghiêu nhị ngươi có biết không? Này, ngươi đi đâu hả? Bì bì đi thẳng ra ngoài không thèm quay đầu lại, tự dưng hắn thấy chuyện yêu đương mới đáng sợ làm sao, hắn muốn về nói cho mấy nha hoàn lắm chuyện trong phủ nghe, công tử nhà họ đang yên đang lành giờ yêu rồi cứ như bị váng đầu. Giờ còn hứng thú với mấy chuyện gia đình người ta nữa. Xuân Hòa Tiết Vốn không phải ngày lễ truyền thống của Đại Yển, chỉ có thể xem là một phong tục đặc sắc ở địa phương. Lúc Đại Yển được 12 năm, Nhãn Nam bị mất mùa, rất nhiều bộ tộc đi về phương Bắc, sau đó một bộ phận đi đến vạn lại thôn. Về sau Thánh Thượng Phát Bạc, hạn chế tình hình tị nạn, những người này ở đây có núi có non lại sinh ra tình cảm rất nhiều tộc nhân cưới các cô nương trong thôn quyết định ở lại nơi này sinh sống vạn lại thôn không phải là vùng phì nhiêu nhưng cũng không cần cỗi người dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời sống vô cùng tự tại phong tục ở đây cũng vì có khá nhiều tộc nhân sinh sống nên lấy tiết xuân hoa làm ngày truyền thống trong năm người tộc khu xa thích hoa càng thích hoa mùa xuân không phân biệt loài gì họ cảm thấy sau một mùa đông, hoa nở sẽ có cảm giác sức sống tràn trề, như một biểu tượng của cuộc sống mới. Họ thích điều đó, cho nên mỗi khi đến tháng 3, tất cả người trong tộc cùng già trẻ trong thôn sẽ ra ngoài, hát hò, phẩm rượu, vô cùng náo nhiệt. Hôm nay Phương Uyển chi mặc trường bào, đầu bối ngọc quan, lúc gặp liên dụ, hắn còn đang lấy gương đồng soi gương tự khen mình. Hắn cảm thấy mình rất đẹp, cả đại yên chỉ có hắn mới xứng đệ nhất Mỹ Nam lúc nhìn thấy Phương Uyển Chi giả nam bước vào, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn vội vất gương đồng lên giường, nhìn chăm chú một lúc rồi đưa ra kết luận. Không đẹp bằng ta. Phương Đại cô nương nghe xong thì phì cười một tiếng, ai muốn so với ngài, ta có phải nam nhân đâu. Chẳng qua nàng thấy mặc nam trang thì hành động tiện hơn, nên mới thay đồ như vậy đến đây. Liên dụ không nói gì, gật đầu rồi ôm lấy con trai bảo bối vương thủ tài vào lòng, buộc một cái nơ bướm lên đỉnh đầu. Trong lúc vương thủ tài cố gắng dẫy dụa mấy lần, móng mèo cũng vươn ra hù dọa hắn nhưng vẫn không thể ngăn lại hăng hái của liên dụ. Còn về phần kết quả, Phương Uyển chi phẩy phẩy cây quạt trong tay, tay nghề thực chẳng có gì đặc sắc, xem một con mèo đang yên đang lành bị hắn buộc như tướng sĩ bị thương kia. Vương thủ tài hiển nhiên cũng không thích tay nghề của liên dụ, móng tay vươn ra muốn kéo xuống. Hắn lại buộc, nó lại chụp, Liên đại nhân từ trước đến nay vẫn tự cho mình là siêu phàm, mình phải đẹp thì mèo đi cùng cũng phải đẹp, thấy đối phương không chịu phối hợp thì có phần tức giận, hắn bực bội nhìn sợi dây lụa đến ngẩn người. Phương Uyển Chi nói, nó thấy ngài thương nó nên mới bắt nạt ngài, ngài tránh qua một bên đi, ta buộc cho. Liên các lão khịt mũi coi thường, rõ ràng Phương Uyển Chi xem thường năng lực của hắn. Nhưng người này hung ác đi tới, Vương thủ tài lại trở nên đàng hoàng nhìn đóa hoa nhỏ thuận lợi được Phương Uyển Chi buộc lên đầu con mèo, Liên Dụ không thể không thừa nhận, trên đời này có một quy củ, vào quyết giày có móng tay nhọn, cọp cái là tổ tông của mèo, vương thủ tài sợ nàng cũng là đạo lý. Thượng thư đại nhân, biến. Tô Áng. Chương 19, cái gọi là khí chất. Lúc Liên Dụ cùng Phương Uyển Chi ra cửa, trên đường cái đã nhộn nhịp đông người, trang phục của người tộc khu xa rất đẹp, họ hòa thành một đội trên đường, vừa múa vừa hát, bộ váy rộng thùng thình xòe ra như đóa hoa đẹp nhất. Liên dụ không che mặt, từ khi Ngọc Trần Phụng Nguyền truyền địa điểm mới, hắn không phải lo có người nhận ra mình, vương thủ tài ngồi trên bà vai hắn, mặt mèo tròn chính, cái đuôi vòng thành một vòng trên cổ hắn, giữa ánh mặt trời rực rỡ, nó giống như một cái cổ áo bằng lông thú. Liên lão các lại vô cùng thanh nhã tự nhiên, không cười với ai, mắt luôn nhìn thẳng, khiến người ta cảm giác có phần giống người thần kinh. Phương đại cô nương thì khác, hiếm khi nàng có cơ hội ra ngoài, lại là lúc náo nhiệt như vậy, cho nên thấy ai cũng cười. Nàng vốn là mỹ nhân, giờ lại tươi cười, cười hiền hòa như thế, rõ ràng là một công tử ôn ôn nhuận nhuận, nhanh chóng có một đám tiểu cô nượng đuổi theo. Các cô nương dân tộc không có các truyền thống khuê tú như kinh thành, họ là người rất giản dĩ, thậm chí có cô còn kéo phương uyển chi cùng khiêu vũ. Về phần liên rủ, các nàng liếc nhìn một cái thôi chứ không ai dám lại gần, không phải bởi vì hắn khó coi, thực sự là rất đẹp mắt, nhưng lại khiến người ta không dám khinh nhường. Liên lão các không được ai bày tỏ, tâm tình trở nên rất tệ. Đều là cùng nhau đi dạo, một người thì được nhiệt tình hoan nghênh, một người thì bị ghẻ lạnh, sao liên dụ lại không bực được. Mà Phương Uyển Chi lại chơi vô cùng vui vẻ, không hề cố kỵ ý tứ của hắn. Dõi mắt nhìn quanh, hắn còn thấy trong đám các cô nương khiêu vũ, còn có bì bì, trên người là bộ thường phục màu xanh hôm nọ, thân hình cường tráng cao mất khiến rất nhiều cô nương đỏ mặt hơn nữa hôm nay hắn cũng không mang mặt nạ liên dụ vô cùng không vui bởi vì hắn liếc nhìn bì bì một cái rõ ràng là đối phương nhìn thấy lại giả bộ như không tiếp tục chơi đùa hắn đã nói với bì bì gương mặt đó không nhất thiết phải mang mặt nạ chỉ có người tuyệt đỉnh đẹp mắt như hắn này mới cần hắn không mang bì bì cần gì phải mang nhưng bì bì vẫn cho rằng liên dụ đang nói nhảm 10 câu thì chín câu không lọt tai, huống chi đi với người thường xuyên làm chuyện xấu hổ như ngài ấy, lúc mang thêm mặt nạ, hắn mới thấy mặt như vậy đủ dày. Hai người biết nhau đã lâu, nhiều lúc cũng không phân biệt chủ tớ, xương hô gì đó chỉ là giả vờ giả vịt trước mặt người ngoài. Lúc bì bì trêu chọc, lúc nào hắn cũng sẽ nói, đại nhân nhà ta là liên dụ, liên dụ người có biết không? Là vị quan vô cùng thất đức đó, đến ta còn không chịu nổi mà vị quan cực kém liên dụ kia giờ lại bày ra vẻ chủ tử vì cái đôi của vương thủ tài nóng quá hắn muốn gọi bì bì đến giúp hắn cũng hơi thấy khát cả đám người nhộn nhịp không có chỗ nào có quán trà mấy cô nương đi ngang qua người hắn lúc nhỡ chạm mặt nhau ai cũng tỏ ra vẻ sùng bái vô cùng quy củ giống như nhìn một pháp sư đức cao vọng trọng ông nội ngươi liên các lão âm thầm mắng người Thấy Phương Uyển Chi và bì bì tung tăng vui vẻ như vậy thì rất khinh thường. Hắn từng tham gia cuộc yến đấy, cuộc yến tam quốc nữ kia, vô cùng náo nhiệt. Còn cả Mỹ nữ Tây Vực, rượu bồ đào chén giả quang, đủ loại trái cây kỳ lạ nữa, ngon cực kỳ. Tự mình an ủi như vậy hắn lại càng thấy khát hơn, giọng cũng khô khốc. Kệ bọn họ, nếu có đi tìm ta, ta cũng không để ý. Liên các lão một mình tức giận bỏ đi trước mặt đúng lúc xuất hiện một đôi giày màu lam nhạt nhưng lại là nam tử hắn ngẩng đầu nhìn lên thấy phương uyển chi cười cong cong đôi mắt sáng khát nước rồi à thời tiết hôm nay nóng thật nàng đưa một chén nước màu xanh đến trước mặt hắn nước của một cô nương trong đội nhảy cho chén rất sạch có thể yên tâm uống này cầm lấy đi liên dụ có phần chậm chạp nhận lấy cầm trong tay rồi mới nhớ mình chưa trả lời phương uyển chi Phương Uyển Chi nói, ngài nóng không? Chúng ta tìm trà lâu nghỉ ngơi nhé. Lục đưa tay lau mồ hôi, cánh tay áo rơi xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn bên trong. Dưới ánh mặt trời, hắn còn có thể nhìn thấy những lông măng rất nhỏ. Liên dụ theo bản năng quay mặt đi, dầm gì trong miệng. Cô muốn đi thì đi. Vạn lại thôn là một địa phương nhỏ, nơi gọi là trà lâu cũng chỉ là một căn nhà trúc hai tầng, bài trí đơn giản, trên cửa sổ có rèm che hai người tìm chỗ ngồi gần cửa sổ, cúi đầu nhìn đội hoa trên đường, gió nhẹ thổi qua, nói chuyện cũng nhiều hơn một chút. Đương nhiên, đa số thời gian đều là phương đại cô nương nói, liên dụ ngẫu nhiên sẽ trả lời một hai tiếng. Trên bờ vai liên dụ, vương thủ tài vẫn ngồi vững vàng, dù mới chỉ ba tháng nhưng con mèo đã to bằng bát cơm. Vương thủ tài ngủ gà ngủ gật, híp mắt lại, mặt mày nghiêm túc, như kiểu coi trời bằng vung. Phương Uyển chi rót một chén trà, đưa tay lên bắt Phương Thủ Tài từ trên bờ vai Liên Dụ xuống. Sao ngài không cười một cái? Cô nương người ta nhìn ngài còn sợ trốn đi đấy. Liên Dụ thấy mát mẻ đi không ít, lấy quạt xếp ra phẩy phẩy hai cái, vẫn không nói gì. Hắn im lặng nhìn ra ngoài cửa, tùy ý để gió xuân lướt qua mái tóc dài. Phương Uyển chi tự biết hắn vô cùng tùy hứng, không thèm so đo nữa. Đôi mắt đen lúng liếng nhìn cái vòng ngọc thạch mà một tiểu ca đang bưng đi giao bán. Nàng vẫy tay gọi lại, nhìn một hồi thì chọn được cây châm ngọc bạch. Cây châm này nhìn rất thanh lịch, chạm khắc một cách đơn giản, nàng hỏi thử giá tiền. 80 lượng bạc, thời buổi này giá đó cũng không phải đắt. Đang cầm cân nhắc, nàng định mặc cả xuống chút ít. Nhưng tiểu ca nói giá không đổi, ngài không mua thì còn người khác mua. Thái độ rất mạnh mẽ, hôm nay tiết xuân hoa nhiều người ra ngoài, đúng là không thiếu người mua thật. Phương Uyển Chi cầm cái châm lật trái lật phải, đúng là thật thích. Thao thao bất tuyệt cả buổi cũng không giảm được chút bạc nào. Mày Lan Khanh trao lại, cảm thấy hai người trước mặt đang mạo phạm tới phong thái phong nhã thần tiên của hắn. Hắn cầm cái châm lên, đúng phong cách nam tử, lời ít ý nhiều hỏi người bán rong, bao nhiêu bạc. Tiểu ca ngẩng đầu lên. 80 lượng bạc, chắc giá. 80 lượng. Lan Khanh chậm rãi bỏ đồ xuống. Nghĩ lừa người hà sau đó người tự cho là Lan Khanh công tử cao sang lạnh lùng bắt đầu cò kè mặc cả trong trà lâu, ngồi nói từ đặc tính cây châm đến giá cả thị trường, từ ông cố cầm thạch cho đến cháu nội, dùng một loạt từ trong nghề, mở miệng khép miệng không có một câu nói nhảm, cuối cùng lấy được giá tốt nhất, 25 lượng một cây châm bạch ngọc. Tiểu ca mặt mày trắng bệch khóc nước nở nhìn liên rụ, vị ra à, ngài cả người phô trương như vậy, không nghĩ lại là người như thế đâu. Hắn không dám nói từ keo kiệt, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều nhìn hắn bằng một ánh mắt tán thành liên dụ nghiêng đầu như không sao cả tiếp tục trêu chọc con trai bảo bối của hắn bộ dạng thanh thanh lãnh lãnh không thích mở miệng phương đại cô nương lại rất vui vẻ vui tươi hớn hở trà bạc bỗng nhiên nàng lại thấy về mặt này lan khanh thật là kỳ tài keo kiệt với người khác nhưng lại thu lợi cho mình đúng là có tiền đồ cảm giác châm bạc trên ngọc quan lỏng đi liên dụ không nghĩ tới phương uyển chi lại đưa tay tháo châm của hắn xuống thay bằng châm bạch ngọc vừa mới mua hắn thấy nàng nhích đến nhìn cẩn thận rồi gật đầu đẹp lắm liên dụ kỳ kỳ quái quái nhìn nàng sau đó cầm lấy gương đồng lên soi trên mặt hiện ra vẻ ngu đần mua cho ta phương đại cô nương có chút thẹn thùng lo lắng hỏi thích không thực ra nàng muốn mua một thứ tốt hơn nhưng tiền trong túi lại không đủ Phương Chính thường ngày chỉ cho nàng rất ít bạc, áo quần hoa lên trên người cũng là vì thể diện của Phương Phủ mà thôi. Châm bạch ngọc này không thể so với cây châm liên dụ đưa nàng, quá kém xa. Tạm thời xem như trả lễ lại đi. Nàng nói. Ồ. Lan Khanh đáp một tiếng, đưa tay lên sờ phần chạm trổ trên cây châm. Ngừng một lát mới nói. Về bì bì mà hỏi, phải nói là 80 lượng. Phương Uyển Chi cứ nghĩ hắn không thích cây châm này, há hốc mồm một lúc, định nói nếu ngài không thích thì lần sau ta sẽ mua thứ khác cho ngài. Nhưng nhìn thấy bộ dạng nghiêm mặt của hắn, vừa rồi cũng không có ý lấy xuống thì có phần không hiểu. Thực ra Lan Khanh khá lung túng. Hắn chưa từng nhận thứ gì của nữ nhi, đưa đến bên cạnh cũng không cần. Hôm nay lại mặc phương uyển chi cài châm bạch ngọc lên đầu. Hắn không biết phải giải thích thế nào với đối phương, cây châm lần trước không cần trả lễ nhận đồ như vậy mà không nói gì thì có vẻ không được lễ phép lắm, vắt cả óc mới nghẹn ra một câu mù mờ như thế. Giống như tiểu tử mới 20, vừa ngu vừa ngốc. Cùng lúc đó ở trong trà lâu khách đông nườm nượp, trong một góc khuất, Phương Chính mặc trường bào màu xanh đồng đang ngồi trong đám người. Nhìn thấy Phương Uyển Chi đang ngồi nói chuyện với một công tử áo trắng, mặt mày mập mạp của Phương Chính vặn vẹo đến quỷ dị. Hôm nay ông đến đây làm ăn, người mua lại thích tham gia náo nhiệt vốn không muốn xuống phố mà ngồi ở trà lâu đợi hắn, không ngờ lại gặp phải chuyện kinh khủng này. Lan Khanh, ông đưa tay gõ bàn hai cái. Hoặc là ông phải gọi, liên đại nhân. Thượng thư đại nhân, biến. Tô áng. hai 20, thích náo nhiệt. Phương Chính đã từng gặp liên dụ, trước đây không lâu, ông qua nhiều tầng quan hệ mới biết được chỗ hắn thường đến ăn cơm. Hành tung của hắn quả thật rất khó tìm, bởi vì thanh danh không tốt nên cũng ít khi ra ngoài mật thám nói cho hắn biết vị liên các lão này từ trước đến nay tính tình rất kỳ lạ ra cửa chưa bao giờ ăn đồ trong tử lâu bên cạnh lúc nào cũng có đầu bếp đi theo đầu bếp này vô cùng cường tráng nhìn xa thì giống như đang vác một cái bao lớn dễ dàng nhận ra về phần liên đại nhân ngài chỉ để ý tìm người đẹp nhất trong tử lâu là được rồi phương chính gật đầu liên tục trong lòng lại có phần hoài nghi độ tin cậy của mấy lời này không tìm được lại hỏi một câu. Mang theo đầu bếp, không phải các lão không muốn mời người khác ăn sao? Trong triều đình tam tình lục bộ, nơi có thể kiếm chắc được nhất chính là hộ bộ. Đường đường là hộ bộ thượng thư đi đến tiệm ăn còn mang theo đầu bếp, trừ khi là mời một nhân vật lớn, nếu không sao phải đưa cả đầu bếp phủ mình theo. Còn nữa, nơi này là tiểu lâu lớn, thân phận liên dụ như vậy tất nhiên sẽ không ngồi ở ngoài, hắn cũng không thể đi tìm từng gian nhỡ chọc giận vị lão gia kia mất hứng, thế thì sao hứng nổi. Mật thám vốn là cũng là người lão cá, nghe được nửa câu đã hiểu ý tứ của ông, dùng đùi đắc ý tặc tặc cười một tiếng. Có thể thấy phương lão bản không hiểu liên thượng thư rồi, ở trong triều đại yền, có ai được nếm cơm của vị gia này. Hắn duỗi ra năm ngón tay cua cua, đếm trên đầu ngón tay. Các lão không phải kén ăn, mang theo đầu bếp là do không thích đồ ăn không sạch sẽ bên ngoài, không phải bát đũa nhà mình thì không động đũa. Hơn nữa đầu bếp kia cũng hẳn chỉ là đầu bếp, ta không nói chắc ngài cũng biết. Bên cạnh các quan sao có thể không mang theo hộ vệ mà ra cửa được. Nhưng mà vị liên đại nhân này thường hay ngồi ngoài, ít khi ngồi trong gian, ngài đi vào chú ý thì sẽ thấy. Phương chính nghe xong không khỏi tặc lưỡi, không nghĩ liên đại nhân ăn bữa cơm cũng phiền phức như vậy, không xã giao lại không mời khách, sao không trực tiếp ở nhà luôn, tội gì ra ngoài như vậy? Người nọ nghe xong thì cười, cái này tiểu nhân cũng không biết, chỉ biết là liên thượng thư là nhân vật chi lan ngọc thụ, nhìn rất nho nhã, ngồi ở ngoài có lẽ là vì bên ngoài khá ý vị. Người ta là văn nhân, những thứ đó chúng ta không hiểu được đâu. Phương Chính nghe vậy cũng thấy có lý, ông nghĩ đến vị quan này cũng không phải quang minh lỗi lạc, nhưng lại thích văn thơ, hắn khóc than một lúc chắc cũng có phần thắng. Mà cùng lúc đó, liên lão các đến mính tính trai áo gấm trắng xuất trần, mắt phượng híp lại, hắn tự rót rượu rồi uống một mình, như thể tiên khí vây quanh, thực ra lỗ tai ai kia lại rỗi thật dài, nghe ngóng dãy bàn phía sau đang trò chuyện về mùa xuân thứ hai của trương quả phụ. Bì bì mặt không chút thay đổi đứng sau lưng hắn, ghét bỏ hất mí mắt lên. Nói với ngài bao nhiêu lần rồi, danh tiếng không tốt, đừng thường xuyên đi ra ngoài nữa. Vừa rồi ở ngoài đường lớn ngài không thấy sao mấy đại nương nhìn thấy ngài thiếu chút đã dội một chậu nước rửa chân rồi. Ngài thích nghe bát quái thì tìm phương đại cô nương không được sao, cứ tự mình chạy đến đây. Ngài thường đã nói với ngài rồi, đừng tính kế người ta nữa, ngài cứ không nghe. Giờ ai cũng ghét chúng ta, tự nhiên lại đeo cái nồi đen này làm gì cho khổ. Thời gian trước có một vụ án, cả nhà lưu vong, một người đọc sách thanh liêm cứ thế bị phái đến thành sơn giữ hoàng lăng cho hoàng đế. Liên dụ nói, phòng người chết còn hơn phòng người sống, người chết không trở mặt, cũng sẽ không hãm hại hắn. Nhưng dân chúng sao biết đạo lý này, hình phạt hôm đó người ta mang cả tổ tông liên dụ ra trời rùa. Lời đương nhiên sẽ không xuôi tai, nhưng dù có nói nhỏ, người có võ tai cũng thính hơn bình thường, nghe vô cùng tường tận. Liên dụ điểm nhiên như không gắp một viên hạt sen cho vào miệng nhai nhai, bên ngoài phủ một lớp đường ngọt ngọt, bên trong lại mềm, đúng là rất thơm, hắn lấy cho bì bì ăn một ít đôi mắt phượng sáng trong, có vẻ vô cùng thỏa mãn. Hắn nói, ta cảm thấy làm tham quan cũng phải có khí chất. Hơn nữa, tham quan sẽ sống lâu hơn thanh quan. Về phần phương uyển chi thì sao? Hắn không muốn thừa nhận mình ý lại vào nàng. Cảm giác này khiến hắn cực kỳ không được tự nhiên, cũng bực bội không hiểu được. Hắn nghĩ do mình muốn nghe bát quái, chứ không phải muốn nghe cô nương kia làm nhảm bên tai, một thời gian dài thì không phải chuyện tốt lành gì hắn lấy đũa gõ lên tay bì bì, ý bảo dựa sang bên kia, chuyện ở bàn sau hắn còn chưa nghe hết đâu. Bì bì đen mặt không lên tiếng, trợn mắt bất đắc dĩ dịch đi một bước. Người ngoài có lẽ không hiểu liên dụ, nhưng ở bên ngài 10 năm, sao hắn lại không rõ. Liên dụ quá tịch mịch rồi, quan trường dối ren, nhân phẩm xảo trá, khiến cho nhiều người xa lánh hắn. Liên dụ thực ra rất thích náo nhiệt, nhưng lại không dám quá mức thân cận với người khác. 10 năm trước Liên Dụ từng kết giao với vài vị bằng hữu xưng huynh gọi đệ, nâng cốc nói cười, suýt nữa tung hoành giang hồ. Nhưng mà những người này lại không có lúc nào không moi lợi từ hắn, thậm chí còn liên hiệp với một số quan lại trong triều tính kế hắn. Một hồi hồng môn giả yến, mai phục ở kinh giao, đến khi bị bỉ tìm được Liên Dụ, hắn đã sức cùng lực kiệt nằm ngửa trong vũng máu. Hắn nói với Bì Bì, ta thấy mệt mỏi quá, chúng ta về nhà đi nằm giữa vũng máu là lâm đại ca hắn đã từng vô cùng tín nhiệm, có lẽ còn những người khác, nhưng hắn giết đến đỏ mắt rồi, không nhớ được. Họ muốn giết hắn, nhưng hắn lại không nỡ giết họ. Bì bì nhìn mặt đất đầy đất tử thi và đôi mắt run rẩy của liên dụ, đột nhiên lại không biết nói gì. Hắn không biết phải an ủi ngài ấy ra sao, bởi vì thân phận và gia thế của liên dụ khiến cho ngài ấy phải cô độc như vậy, rất khó thật tâm thật ý với người khác. Mười năm sau đó, liên dụ không có một người bạn nào. Nghĩ tới đây trong lòng bì bì lại thê lương, hắn muốn đưa tay vỗ vai ngài ấy, bỗng nhiên bị liên dụ đẩy ra. Hắn thấy người kia phủi phủi tay áo, cô nương ở góc đông nam kia khen ta đẹp, người đừng cản đường, ta để lộ gò má cho nàng ấy xem. Trong nháy mắt, tất cả thê lương trong lòng bì bì mất hết, chỉ còn lại khinh bì và oán hận đủ kiểu. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn